Chào toàn thể các bác làm thợ đánh chim đêm nhé. Thời điểm này ngoài miền Bắc ấy, thì con gà đồng đang di cư về khá là mạnh. Thì trong cái nội dung của video ngày hôm nay thì cơ sở bên em xin giới thiệu cho các bác là về cái dòng lưới mắt 7 phân và dòng lưới mắt 8 phân. Thì trước khi đi vào giới thiệu chi tiết về hai cái dòng lưới này, em cũng xin giới thiệu qua cái mua bán này. Bác nào mà đang có nhu cầu sử dụng về lưới đánh chim đêm hoặc là loa đài cũng như là âm ly thì các bác có thể là tham khảo đặt hàng nhé. Số điện thoại em để ở góc màn hình video. Còn về cái dòng lưới 7 và 8 này thì khi anh em mua về thì cái thứ nhất là anh em đánh, ví dụ lưới 7 là đánh cuốc này. Đấy, và lưới 7 và lưới 8 đánh tu hú, đánh trích, đánh gà, đánh sâm, đánh vịt két này. Thì chúng ta sẽ chơi cái dòng lưới mắt 8 này. Và sợi cước của nó thì nó có sợi 19 và sợi 20. Đối với cái dòng lưới này thì ưu điểm của nó thì sợi rất là mềm. Và cái thứ hai nữa là đánh đóng con chim rất là tốt. Thì em sẽ đi chi tiết về cái thông số lưới nhé, để cho các bác nắm bắt được rõ hơn. Thì đầu tiên là về cái dòng lưới mắt 8 phân đi. Về dòng lưới mắt 8 phân này thì thông số lưới của nó ấy thì chiều cao mắt lưới của nó thì là 100 mặt tính từ mặt cuối cùng lên tới trên đỉnh. Và 100 mặt này thì các bác lưu ý là khi chưa hoàn thiện lưới thì nó cao 8m. Còn hoàn thiện lưới vào rồi thì nó cao tầm khoảng gần 3m. Thì anh em đánh ở trên xà 4m là ok. Đấy. Còn đối với cái sợi lưới thì nó có sợi 19 và sợi 20 nhé. Đấy, và lưới thì rất là chắc mặt. Đây là dòng lưới Hải Lợi. Toàn bộ lưới bên cơ sở là nhuộm tàng hình màu đen. Thì anh em đánh thì ưu điểm nó sẽ tốt hơn, đánh chuẩn hơn. Đối với cái đánh con gà thì hoặc con trích thì anh em cứ chơi sợi 20. Đấy, thời điểm này đánh sợi 20 thì nó ok. Đấy, ví dụ xương xuống thì lưới bụng lưới nó sẽ không bị chảy thịt. Đấy, lưới lúc nào cũng bông. Khi con chim đóng vào thì nó khóa con chim rất là tốt. Đấy, còn về dây diềm đây thì bên cơ sở nhà em làm cho anh em là dây diềm bằng cước đúc nhé. Đấy, cước đúc và nhôi cọc cũng như khoang túi thì hoàn thiện hết cho các bác rồi. Các bác mua về là chỉ việc trăng lưới ra là các bác đánh thôi. Đấy, ví dụ 50m cái dòng lưới 8 này thì làm cho các bác là 3 cọc này. Còn 100m thì làm cho các bác là 5 cọc. Đấy, lưới 8 thì anh em sẽ đánh là từ con tu hú này. Đấy, con trích, con gà, con sâm. Đấy, những con chim lớn thì anh em đánh ở dòng lưới 8 này. Đấy, còn ví dụ về cái dòng lưới 7 đây. Dòng lưới 7 này thì sợi của nó vẫn có sợi 19 và sợi 20 và chiều cao mắt lưới của nó là 115 mặt anh em nhé. Đấy thì anh em cứ nhân lên 115 nhân với cơ 7. Thì đối với cái dòng lưới này thì anh em sẽ đánh được thêm con cuốc ta này. Đấy, con cuốc ta và con tu hú, con trích, con gà, con sâm. Đấy, đặc biệt là ví dụ như bàn em đánh thì vòng ngoài em đánh lưới 7 này thì đánh cả con gà mái thì nó không bị lọt. Còn lưới 8 phân thì nhiều khi con gà mái vào nó lọt anh em. Đấy, còn lưới 7 này thì anh em bắt hết đấy cả con cuốc ta. Mùa di cư thì ví dụ các bác sắm lưới ở thời điểm này đối với dòng lưới rất là bền, các bác đánh hai vụ thì tháng 8 các bác không phải sắm nữa, bỏ trực tiếp dòng lưới này ra các bác đánh thôi. Đấy, còn lưới thì thông số lưới báo cáo đối với các bác rồi. Đấy, sợi lưới cũng vậy. Đấy, và giá cả lưới thì hai loại này bằng tiền nhau, nó chỉ vài trăm nghìn đồng trên 100m lưới thôi. Đấy, còn lưới thì bên cơ sở làm chuẩn, chỉ mở đúng khoang quy cách của anh em thợ đánh chuyên đêm chuyên nghiệp. Đấy, cũng như là ví dụ lưới thực tế em quay cho các bác ngoài bãi thì đánh như thế nào, làm như thế nào thì quay lên cho anh em xem toàn bộ như vậy. Còn ngoài bán lưới 7 và lưới 8 này ra thì bên cơ sở nhà em là bán lưới đánh chim nhỏ, ví dụ mắt xéo, mắt đỏ, chẳng nghịch thì đánh lưới 4/8 thì có làm này. Đấy, và lưới 6 phân đánh cuốc, đánh cò. Đấy, và lưới 7 và lưới 8 và cũng như là mẫu lưới mắt 12. Đấy, thì toàn bộ có những cái mẫu lưới nào mà đánh chim thông dụng nhất ý, thì bên cơ sở đều hoàn thiện. Về khổ lưới thì khoang túi thì vẫn mở tầm khoảng 58, 57 đấy, trên 50 đấy. Còn chống gió thì cứ thắt ví dụ lưới 8 phân thì thắt 18 mắt trên 50 phân đấy. Còn lưới 7 thì nó cũng khoảng khoảng như vậy đấy, làm đủ thịt đấy, làm sao mà anh em về đánh căng cái lưới ra nó vuông. Cái thứ hai nữa là đánh con chim nó hiệu quả. Còn số lượng lưới thì anh em thấy thực tế như ở trên video đây thì bên cơ sở sản xuất rất là nhiều. Đấy, mùa này thì phục vụ cho các bác thợ ngoài Bắc nhiều hơn là các bác trong Nam. Đấy, vụ chiêm này, đấy, tháng 3, tháng 4, tháng 5 ấy. Đấy, còn vụ tiếp tới thì tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10. Đấy, thì đấy là những cái vụ chính của mùa di cư. Thì lúc ấy nhiều anh em thợ lên lưới thì cái số lượng lưới phải đảm bảo ngay từ trong cái thời điểm này. Đấy, phôi phiếc là đã nhuộm nhiếc ngon nghẻ hết rồi. Đấy, các bác không cần có hàng phát là bên cơ sở gửi thôi. Đấy, một video thì giới thiệu cho anh em là về dòng lưới 7 và dòng lưới 8 nhé. Bác nào xem được video này mà cần về cái mẫu lưới 7 lưới 8 này đánh tổng hợp những cái loại chim
lớn thì các bác liên hệ cho em qua số điện thoại để có màn hình video. Bây giờ chào các bác nhé.